Xin chào các em, chúng ta tiếp tục môn xác suất thống kê ứng dụng bài tập về ước lượng và kiểm định. Bài số 6, ước lượng kiểm định trung bình tổng thể, phân phối chuẩn, chưa biết phương sai, dữ liệu sơ cấp. Một nhỏ, ví dụ minh họa. Ở đây so với bài trên thì nó sửa là chỉ là cho tuân theo phương chuẩn thôi, còn xóa cái điều kiện, độ lệch chuẩn bao nhiêu. Tìm khoảng tin cậy thì chúng ta cũng nhập dữ liệu giống như ở trên đúng không? Rồi, nhập xong. Nhưng mà đây là nó không biết phương sai của tổng thể, chúng ta phải dùng chữ T mà. Như vậy dữ liệu sơ cấp nên nó dùng T chấm test. Lệnh đơn giản. Đáp số so với phà bài trước nó khác nhau một tí. Bài trước của chúng ta là đây. Đây ạ. 295 đến 303 296 nhà khác nhau nhé, khác nhau một chút. Như vậy là 296,4047 đến 302,8953. 5B giống như này, nhưng mà thầy giáo sửa đi cái câu xóa cái đoạn phân phối chuẩn của tổng thể là 10 đi, thì bây giờ không biết thì chúng ta sẽ dùng lệnh T chấm test H0, H1 như cũ. Quy luật quyết định khác thay đổi là T nhỏ hơn trừ TN trừ 1 alpha. Lệnh nhập dữ liệu như cũ, nhưng mà cái lệnh kiểm định là như sau. T chấm test ALT bằng chữ là 1306. Còn giá trị tới hạn T bằng trừ 3, 3, 8, 4. Khác vấn đề nhỉ? Khác. Đây tính theo T. Rồi bên phải. Là bao nhiêu đây? Trừ 1,729.133. Như vậy nó ra được. Đến đây. Xong là thay số vào. Thực một thấy nó đúng như vậy, chúng ta bác bỏ số 0, chấp nhận tuyệt đối. Đây là phương pháp T ra sử dụng quy luật quyết định. Thì còn thường nếu như đề bài không nói phương pháp nào thì chúng ta dùng phương pháp P giá trị cho nó dễ. Lệnh kiểm định vẫn giống y hệt như trên, nhưng mà chúng ta đọc ra P giá trị là bằng 0,00156, mức ý nghĩa 0,05 lớn hơn P giá trị, do đó ta bác bỏ số 0, chấp nhận giả tuyệt đối, tức là bác bỏ ý kiến trên. Vâng, rồi giải năm. À, bài tập vận dụng của các em là bài này. Thầy lấy như bài 75 thay 72, nhưng thầy xóa cái giả thiết là phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 10 đi, xóa đi. Các em thân mến, như vậy dạng bài số 5 đến đây là kết thúc, tức là bài số 6 kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bài sau.